Mình là Yến Dương, 16 tuổi. Và hôm nay là ngày đầu tiên mình đi học tại ngôi trường mới. 6 giờ 45 phút sẽ bắt đầu vào học. Vẫn còn cả 30 phút. Nhất định buổi học đầu tiên mình phải đến thật là sớm. Tôi chết bục xăm rồi. Cái đinh to thế này cơ mà. Tha cho em đi ạ. Cái này là nhóm sốt đó trong trường, chúng nó bắt em làm để học sinh trong trường đi học muộn, chúng nó có thu tiền hối lộ. Nếu không là chuột em chết mất. Này tao tha đấy. Cấm một lần sau nghe chưa? Vâng. Xe tớ bị thủng xăng thật mà. Các bạn tha cho tớ lần này đi. Ai bạn mày không muốn bị ghi vào số ấy thì lộp tiền ra. Tớ không có tiền, tớ chỉ có đồ ăn vặt đại tỷ Yến thôi. Ngon đấy, đi đi. Đúng rồi. Bring the baseline back around again. Ăn đồ khô thì phải uống nước chứ. Này tớ đi muộn, các cậu tha cho tớ nhá. Học sinh mới à? Lần đầu tôi cho qua, lần sau chai nước, không sao chuyện đâu. Cảm ơn nhé. À, nước ngon không? Mày cũng to gan đấy. Mới đến mà đã định làm loạn rồi à? Làm loạn á? Tao chỉ dẹp loạn thôi. Cái mỏ hỗn ý thì để tao sửa lại cho. Có chuyện gì vậy em gái? Em chỉ dạy cho mấy đứa ngang ngược, biết trên biết dưới thôi. Lại còn có người khiến cho em gái của anh bận tâm đến thế cơ à? Quay mặt đây tao xem nào. Làm anh khó lắm, đâu phải chuyện đùa. Thế bây giờ mày muốn như nào? Dạ, em xin lỗi chị ạ. Chuyện này là do nó đầu têu ra. Chị muốn phạt nó như nào cũng được ạ. Thôi được rồi, đừng để chị phải thay mày dạy em gái mày một lần nào nữa. Làm nhanh cái tay lên. 100 cái đinh, không được thiếu một cắc. Chín bảy, chín tám, chín chín. Sao lại có 99 chiếc? Bọn em tìm hết cả buổi chiều rồi chị ạ. Đi xin của tất cả những học sinh bị dính đinh rồi, nhưng vẫn không thể thấy cái cuối cùng đâu chị ạ. À, như cái cuối cùng ạ là của chị. Uống nước không hả em? Dạ thôi ạ. Trong trường mình, thầy Hải khó tính nhất chị ạ. Thầy xăm soi kinh lắm. Còn đây là sân thể dục chị ạ. Những buổi tập bóng rổ có nhiều trái đẹp lắm. Còn bên này là nhà xe, chắc là chị biết rồi. Đi đúng kiểu gì đấy? Mù à? Không mù, chỉ cần tí thôi. Ba mắt sáng xong tránh đường đi. Thằng nào đấy? Không thể chấp nhận cái thái độ. Em cũng không biết nữa, nhìn lạ lắm, chưa thấy bao giờ. Chị ăn tí snack vui cho đỡ bực. Cả lớp tập trung nào. Hôm nay lớp mình có một học sinh mới. Vào đi em. Em tự giới thiệu mình với các bạn đi. Chào mọi người, mình là Tuân. Đặc biệt đánh nhau hạnh điểm yếu nên mới phải học cái trường này. Em xuống ngồi vị trí trống cạnh bạn Yến đi. Đúng là oan gia ngõ hẹp.
làm gì ấy? Kể từ giây phút này, không ai được vượt qua ranh giới này. Ai mà vượt qua ấy, ăn ngay một thước, nghe rõ chưa? Tôi không rõ, thì bà làm gì tôi? Ông... Trốn cho anh mãi thế. Anh có gì không tốt à? Tôi nói rồi, tôi không thích anh. Em là người đầu tiên trong trường dám từ chối anh đấy. Mấy đứa từ chối anh cho chuyển trường hết rồi. Biết điều thì chiều anh đi. Bỏ ra. Người ta đã nói không thích rồi mà vẫn còn cố chấp. Cả một đám con trai bắt nạt một người con gái không biết hèn à? Không phải việc của mày. Thế là việc của mày à? Mày... Này mấy em kia, tụ tập gì ở đây đây? Mày cứ trò đấy. Tớ cảm ơn cậu nhá. Nếu như mà hôm nay không có cậu ấy, thì tớ... Không có gì đâu. Mạnh mẽ lên cô bé. Đừng để chúng nó bắt nạt. We could have been stardust. Same world but without us. Something made us find each other out. Chúng mày điều tra ra nó chưa? Nó mới trở về trường mình. Tên là Tuân, học lớp 10A anh ạ. Rảnh con, hôm nay tao cho lết về nhà. Dám lo tuần miếng ăn của tao. Hôm nay lớp nó năm tiết, chắc cũng sắp về đến đây rồi anh ạ. Bạn ơi, có người gửi cho bạn đơn vào đại ký Yến này. Cái này là của ai vậy? Bí mật, tự đi mà tìm hiểu nhé. Nó đến rồi kìa. Mày là ai? Sao lại gây sự bọn tao? Hôm trước tao đã định bỏ qua chúng mày rồi. Mà mày đã đụng đến crush của tao á. Thì mày xác định rồi. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video này của bọn mình. Đây là series mới mà bọn mình đang sản xuất, có tên là Thanh Xuân Tôi Có Cậu. Tập mới được phát sóng vào thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần trên TikTok Đại Tỷ Yến và YouTube Yến Dương. Nên nếu các bạn nào yêu thích Đại Tỷ Yến thì nhớ follow nha. Và hiện tại thì bọn mình cũng đang có một shop đồ ăn vặt cũng tên là Đại Tỷ Yến. Nên là nếu các bạn nào yêu thích bọn mình thì nhớ mua hàng ủng hộ cho bọn mình nha. Đường link bọn mình sẽ để ở bên dưới phần mô tả video này. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye.